là chú Vinh đã chấp nhận để thua trước Nam Thành Phát. Trong khi đó thì cùng với Nam Thành Phát, anh Minh Hòa cũng là người đã có thắng lợi với tỷ số tối thiểu 1-0 trước ca thủ Cung Khang để vào chương trình của chung kết. Và điều trùng hợp là trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, những cuộc đối xuất của các đội trên 3-4 và chung kết đều là những trận tay đấu, các đội đều gặp nhau thắng bại. Số chỉ chấp nhận tỷ thua chung cuộc với tỷ số là 3-4. Rất nguy hiểm, như vậy là có một sai lầm lập công dành cho đơn vị ban tổ chức. Tỷ số bây giờ là 2-2. Để em quay quay. Cameraman này không có chuyên nghiệp luôn ha. Biên tiến cả hai lần vươn lên dẫn trước trong trận đấu hôm nay là cả hai lần và các thủ đội viên tài trợ để cho ban tổ chức sắp bằng tỷ số. Chuyển rất chính xác. Tấn Lâm, Tấn Tinh, Dưới Tốt, cơ hội không được, đó là quả chuyền quả đã bị thủ môn đánh bại của Tấn Lâm. Cung Khang, đây là thiên viên. Cung Bình, có thể diễn soạn. Đó là đường kết thúc của cầu thủ Hương Hà đến từ đơn vị tài trợ ở Giang Huy. Cả hai đội đều không thể đẩy cao tiến độ chiến đấu vào lúc này. Kết quả hòa khiến cho cả hai đều không có lý do để phải quá vội vàng. Bây giờ là bóng chuyền ngắn không ngã rồi, nhưng trọng tài Kenny không cất còi. Đúng rồi. Cung Bân, đồng đội của Cung Bân là cầu thủ thân viên, hôm nay cũng đã chơi rất tốt. Mình đã có được bàn thắng bởi tỷ số trận đấu này. Rất tốt, có 3 cầu thủ của đội bóng ban tổ chức. 3 đến này. Không được, một quả chuyền vô bóng tất nhiên là bất lợi với đồng đội. Vinh Công, kết quả đây rồi, không có khoảng trống. Cũng là người khá gần với cầu môn của nhà tài trợ. Bây giờ là một tình huống bóng phạt công dành cho số 10 Thiên Biên. Đối mặt Thiên Biên làm tắc qua người, nhưng tình huống của đối thủ đủ khôn ngoan để không bị đánh bại vào trong cuộc bóng này. Rất đáng tiếc dành cho Thiên Biên. Một chút nữa thôi thì anh đã có được cú đúp bàn thắng của mình. Vâng, như vậy là Thiên Viên cuối cùng đã có được bàn thắng thứ hai của anh ở trong trận đấu hôm nay. Thiên Viên đang rất cố chung ghi bàn. Đội nhà tài trợ lúc này đang tạm thời dẫn trước, lại là tỷ số 3-2. Nhắc nhá, không truyền về là nhắc nhá. Hai lần trước khi để cho đối thủ dẫn điểm thì ban tổ chức luôn trở lại đúng thời điểm. Nếu như nhà tài trợ có Thiên Viên thì bên kia trên hướng ban tổ chức đã có số 19 Minh Tiến. Đây là Minh Tiến.
số 19 đã mang lại cả 2 bàn thắng. Cơ ơi, dứt điểm quá căng, tỷ số lúc này là 3-0. Một tỷ số đẹp của Portugal dấu. Và lúc này chúng ta Kenny đã nổi tiếng còi để khép lại màn đấu này. 3-0, một tỷ số rất đẹp của ban tổ chức giải và nhà tài trợ trước thêm của những trận đấu chính thức trong ngày cuối cùng của giải bóng đá vô địch Hương Lan Sung Tích lần thứ nhất 2019. Sút. Cũng ăn bên tao dễ lắm. Kim bóng rồi cả. Năm luôn rồi. Bóng luôn rồi. Ô, bên đá đàng hoàng đi. Đá gì vui vậy? Qua này đá đéo luôn. Đá đéo luôn. Thấy làm cái gì không mày? Đá đi. Tự quá, đội tao nhiều người mà lo gì. Anh mà nói sớm là em xách tao dài lên rồi. Tiền ơi! Ra mũ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ghi tỷ số nè. Mà kèo nước người ta. À, ghi tỷ số hả? À. Ghi tỷ số hả? 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 Ghi đây là trận đấu trong 3-4 của đội chủ nhà Lạng Trung Thích ở trong bộ trong áo đỏ vừa đổi và đối thủ của họ sẽ là bộ đồ Cung Vàng. Nó
một điều trung tâm thú vị trong tình cầu trên sân đê cũng như chung kết. Đó đều là những trận đấu mà các câu lạc bộ của chúng ta sẽ tái đấu ở bảng thì cũng đang và làm chung kết nằm tại bản A. Và ở ngay trong trận cầu khai mạc của giải thì hai đội đã gặp nhau. Kết quả cuối cùng thì cũng đang ca thủ xanh đã vượt qua đội chủ nhà với thắng lợi tỷ số 4-3. Thì trận đấu đã diễn ra rất hay. Còn hôm nay thì sao? Chúng ta hãy cùng chờ xem đội bóng nào sẽ giành chiến thắng cuối cùng để có vị trí hạng 3 của mùa giải. Làm xung kích và một cần đã sẵn sàng và chuẩn bị chúng ta cho kỳ bắt đầu. Như vậy là những con trang phục của trọng tài Kenny bắt đầu. Ngày hôm nay chúng ta đủ đội bóng áo đỏ làm xung kích. Câu lạc bộ chủ nhà đang có số 5 Đoàn Minh Thiệu, ban đầu trưởng, số 10 Quốc Việt, số 39 Ngọc Trung, số 2 Đức Linh, số 16 Nguyễn Minh, số 1 Hữu Triều, số 38 Huỳnh Phương, số 32 Tấn Lâm, số 8 Nguyễn Nam, số 34 Minh Hiền, số 1 Đồng Ngân và số 2 là Hữu Hải. Bên kia trên đường đối thủ của Lan Chủ Tích lại là Cung Ca, đối thủ đã đồng lo ở vùng bằng. Đội bóng sẽ đang có số 20 Văn Nhật, số 11 Hàn Hoa, số 16 Trung Hiếu, số 8 Duy Vương, số 10 Lâm Anh, số 12 Trọng Huệ, số 8 Hữu Huy, cú đá đầu tiên của trận đấu. Đó là pha tấn công từ bên phía là cái trái và người tung ra pha dứt điểm là Đức Vinh. Này ghi tỷ số rồi. Đức Vinh là cầu thủ ra năng kinh nghiệm ở trong máu của Lan Chủ Tịch. Anh từng nhiều năm tháng chơi ở giải bóng đá Đông Dương, tỉnh Quảng Ngãi ở thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam nguy hiểm, không bao. Chú Sư Tô thì đã có bàn thắng mở tỷ số. Giống như trận đấu gặp nhau ở nơi trận khai mạc của giải thì hai đội vẫn đang chơi bóng đầy tình huyết. Họ đá nhanh nhẹn đều và không cần thời gian để thăm dò. Và ở trong những giải đấu chính thức thì thường những trận cầu 3-4 đôi khi lại hay hơn trận chung kết bởi sự thoải mái về mặt tâm lý mà hai đội đang có được vào lúc này. Dương Đức Linh hay rồi anh ơi. Vẫn là Dương Linh băng đội trưởng của Lan Chủ Tịch hiện tại với đang thuộc về Đoàn Minh Thiện, một trong hai cầu cùng với Đức Linh đá thấp nhất ở trong hệ thống sơ đồ chung kết 2-2. Tính cho tới nay của mùa giải thì đội chủ nhà Lan Chủ Tịch họ đã có 4 trận đấu, họ thắng 2, hòa 2. Đó là các thất lợi trước ca thủ đội bóng đi sơ 3-0, họ vượt qua Hưng Doãn 3-0 và hai trận thua là trận thua trước Cung Khang 3-4 và trận thua tại bán kết vào ngày hôm qua trước Nam Thịnh Phát 4-4. Đối thủ của Lan Chủ Tịch lúc này đang có thành tích tốt hơn, họ là đại diện dẫn đầu tại bán A với 3 thắng 1 trận để thua. Trận thua duy nhất của Cung Khang là trận thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 ở bán kết trước Anh Khoa. Vừa rồi là lỗi của đội chủ nhà. Đó là pha tấn công của Lan Chủ Tịch. Minh Thiệp. Pha tấn công chưa thành công của tiền đạo Quốc Việt. Lúc này Quốc Việt đang cùng với Hàng Hồng Trung là một đội tấn công của đội áo đỏ. Vui hiểm quá, động tác không chơi bóng rất bất bản, không được. Rất tiếc là sau đó thì số 13 Nhân Năm có động tác gầy bóng và chưa thể vượt qua được thủ môn đối phương.
Đứng đi. Thì có thể thì lúc này cũng đang cũng sẵn sàng chơi áo sát tầm cao. Truy xuống. Ôi, không bảo. Rất tiếc cầm đoán cuối cùng bóng lại đi ra ngoài. Đó là tình huống dứt điểm ở trong pha bóng mà số 39 trước đó đã di chuyển rất thông ngon, rất khôn ngoan. Đó là Ngọc Trung. Làng Trung Tích là một làng nằm ở hạ du sông Trà Khúc. Đây là một làng thôn xã Tịnh Long, huyện Tịnh Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Lên đầu tiên hội đồng hương của làng tổ chức giải đấu quy mô có sự tham gia của 8 đội bóng và được sự đồng hành của một loạt các đơn vị tài trợ. Theo bài văn chúc chúng tôi trân trọng cảm ơn đơn vị nhà cửa chính. Đó là công ty thiết kế xây dựng nội thất Tịnh Sơn, nhà tài trợ mang sau biển và các đơn vị đồng hành như công ty An Cường, công ty xây dựng Thiên Bình, công ty Gia Huy và một loạt các đơn vị khác. Cơ hội. Và bóng đá thì giải bóng đá huấn luyện là Swift mùa giải đầu tiên còn có hành động rất ý nghĩa. Chúng ta có thể thấy ngay ở cổng ra vào của sân số 1 là một chiếc thùng từ thiện. Đây là trận đấu nhằm gây quỹ ủng hộ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tịnh Long. Chương trình gây quỹ mang tên Nên Bước Đến Trường. Bây giờ thì mà các thủ đội bóng chung dài sẽ được đưa quả đá quyết định ở bên phía bên trái. Đình Thiện cùng với Dương Linh tiếp tục bắn cao. Tới đây rồi, không bảo. Đang có một số cơ hội được xuất hiện và các thủ đỏ đã có những pha bóng dứt điểm đầu tiên. Bộ đội tuyển đầu của họ ở Hàn Công là Ngọc Trung và Quốc Việt đều đã có những cơ hội để kết thúc hiệp một. Quang ơi, cơ hội dành cho Cao Duy Sành. Đó là pha tấn công theo bài, người vừa chuyền bóng là Tấn Bình. Nhưng quả chuyền thì lại rất chính xác và nó không thể tới được vị trí của Nhật Nam. Lỗi rồi. Chúng ta vừa thấy được pha giáp lá cà của hai số 10 của Hà Nội. Số 10 của đội chủ nhà là Quốc Việt, còn số 10 bên kia là đội trưởng Mai Lâm Minh. Mai Lâm Minh đang được bố trí đá vị trí phi rô. Và vì thế chắc chắn hôm nay Lâm Minh sẽ phải rất nhiều lần đối diện với tiền đạo Quốc Việt của đội trưởng. Bình Thiệu. Cánh phải nào tốt rồi. Đứng đi. Không được. Lâm Minh đã lùi về rất nhanh. Đây là pha tấn công của ca thủ Cúc Quang FC. Chỉ cần chậm nhịp thì đối phương đã đủ số cầu và ca thủ đó là chiến dịch đã cản phá tấn công pha bóng này. Lâm Minh phản công trên cho đội bóng Trung Nga. Quang ơi, không được. Rất may cho Cúc Quang là từ bóng gò đá mất bay. Cúc Quang lúc này đang sử dụng từ một bóng chuyền là Trung Hiếu. Cầu thủ Trung Hiếu sinh năm 93 và rất khả năng nguy hiểm với không hồng. Liên tiếp là những cơ hội cho chủ nhà có thể mở tỷ số, nhưng điều mà họ đang thiếu là sự chính xác trong những pha bóng dứt điểm cuối cùng. Tấn Bình, Lâm Minh. Lâm Minh là cầu thủ cũng tương đối nổi tiếng khi xuất hiện nhiều ở trên báo của đội bóng Quy Nhơn FC. Một lộ bóng đá sân bảy có thế tại thành phố. Nhạc trưởng màn áo số 10 Mai Lâm Minh vẫn đang là người chơi thấp và đóng vai trò của một cầu chưa bay cho Cúc Khang. Tấn Minh. Trời ơi, phá liền. Cánh này, cánh trái nè. Cúc Việt. Đứng lên. Chúng ta có thể thấy những phút mà đội chủ nhà đã chơi hoàn toàn chủ động như hôm qua. Họ đang nỗ lực để kiếm tìm bàn thắng đầu tiên. Bình Thiệu. Đứng lên rất nhịp nhàng. Thế này, cô đến rồi. Không thể có đoàn lần. Hơi chậm nhịp nhưng vẫn đang là ca thủ Lan Xuân Thích. Không được.
một pha bóng tổ chức trước đó là rất tuyệt vời, chỉ tiếc là cầu bên phía cánh phải của Châu Dích có lẽ là anh chưa sẵn sàng để tiếp nhận đường truyền rất tốt từ đồng đội. Bây giờ là Vũ Việt rất tốt, đội trưởng Minh Thiệu không được bóng đi quá nhẹ và nó là đơn giản với thủ môn Nguyễn Giang. Quý vị khán giả đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của Trận Châu TV. Bàn xúc của hai đội Làng Xung Tích và Cung Cảng. Đây là trận đấu trên 23 giải bóng đá Hồ Đúc Hương Làng Xung Tích lần thứ nhất 2019. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-0 chia đều cho hai bên. Với một thế trận trên bàn ngang thứ đỏ chơi nhiều hơn. Đức Linh, Quốc Việt. Bây giờ tỷ số đã được mở dành cho Làng Xung Tích. Điều gì tới đã tới. Ở lần trước thì Hà Công Trung là cầu thủ xuất hiện ở bên phía là cánh trái nhiều hơn. Và lần thứ hai ông có mặt ở bên phía bên phải thì anh đã tạo ra một cú đá trơ gốc tuyệt vời. Hy vọng là sau trận này trận cầu trận 3-4 của hai đội sẽ diễn ra thêm phần sôi nổi hơn dân. Tập 1 mà suốt này là trận đấu tại vùng bảng, trận đấu ra quân. Và ngày mấy thì ngay hiệp 1 thì trận đấu cũng đã đổ tay. Kết thúc trận đấu thì ca thủ đội bóng áo xanh đã thắng áo đỏ 4-3. Thế giờ thì sau đối mặt có bốn điều bản lĩnh của ca thủ Cung Cảng, niềm vui đến với các cầu thủ đội bóng đỏ ngắn chặn tay gạt. Bởi sau đó thì Duy Vĩnh đã tận dụng thời cơ tốt, đã có một sự chủ quan nhất định và quả trống đã lộ ra. Và với chân sút bàn áo số 19 này thì Duy Vĩnh ít khi bỏ lỡ. Làng Xung Tích sẽ làm lại. Trước điểm. Kết quả trận đấu bán kết thì Làng Xung Tích gặp Nga Tây Phát. Thì kết quả là tương đối chấp nhận 4-4. Thì thực tế Ngọc Tích đã chơi rất tốt. Cầm hòa đối thủ Nga Tây Phát không nhiều. Còn họ chỉ thua đúng vào những phút cuối trận. Duy Vĩnh. Không được, một pha chuyền bóng đi bóng đi của đội trưởng Đoàn Minh Thiệu. Bóng Brazil ở tầm cao rất khó chịu. Cối không bầu. Đó là pha xử lý quyết đoán quen thuộc của đội trưởng Minh Thiệu. Rất may trong thủ môn Quang là một đội vệ của họ vẫn đã chọn đúng vị trí. Vị trí này cú sút của đội trưởng áo số 5. Trên trái. Bóng chưa thể tới được vị trí của Mai Lâm Minh.